ngày 22 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 440/QĐ-TTg, ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. Theo đó, có hai mức độ là tối mật và mật. Bí mật nhà nước mức độ tối mật gồm hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bí mật nhà nước mức độ mật gồm số người mắc, người chết do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh, chưa được Bộ Y tế công khai, tên, nguồn gốc, độc lực, khả năng lây lan, đường lây của các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới phát hiện, chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội chưa được công khai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2024, thay thế quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế.